thầy tài. Thầy tài là thầy đây nào? Thầy tài bên đây. Dạ sao nấu nước? Nước này đang đun nó trong ấm. Dạ. Dạ. Nên mình có gì đó. À. Sáng giờ đi với thầy giờ mới biết được chỗ của thầy. Hả? Thầy không phải sáng nhưng mình chụp đẹp lắm á. Không biết chụp đẹp không chứ anh thấy anh quay em á, anh thấy em đẹp quá trời luôn. Mình đẹp không? Dạ. Ủi á, có cái sàn ở đấy không con. Dạ. Không con. Không con mấy á? Mây hả thầy? Mây phủ xuống đây luôn hả thầy? Đó. Nhỏ, nhỏ. Vừa em có lên như đây nè, em có xuống với thầy chơi xuống nè. Dạ. Sát bên luôn. Dạ. Mấy tuần trước ăn ngoài núi này, ăn ngoài núi đi. Hôm bữa lên đây hái rau, giờ lên núi Vinh hái rau. Đây lên thì phải hái rau. Đó thì ai ai quá quá đi. Đi đây. Chụp. Dạ. Chụp cho. Dạ, ai cầm đi, cầm đi. Hái rau hả? Trời ơi, đây này, hái rau muống hay gì á? Có hái này không? Dạ. À, có ăn rau nè. Thầy ơi, có ăn cải bè, có hái cải bè xanh đường không thưa thầy? Có mì hả? Có tàu hủ tiếu. Không, cái này ăn ăn ngon lắm nha, ăn mì ngon lắm nha. Dạ, chị hái không sao? Ngắt nha. Chị hỏi xong là nhỏ hái gần sông rau hết rồi. Ờ, hỏi xong là hái gần sông rau rồi á. Bên đây rau bên đây nữa nè. Trời, thầy trồng rau giỏi quá à. Dạ. Tới đây nhẹ luôn. Nhẹ quá nhẹ luôn hả? Ờ, tới đây là đỉnh rồi, điểm cuối cùng. Dạ. Hôm bữa đi qua rồi giờ lại quên không nhớ được. Nhớ đường này không? Dạ giờ tới đây nhớ rồi thầy. Nhưng mà mai mốt cũng chỗ thầy tài giờ đi thẳng qua thôi. Nhớ đúng không? Dạ. Nhớ nhưng mà nhớ lại thầy thì quay về thầy nấu mấy đúng không ạ? Dạ. Con mà nó nhớ là thầy quay về thầy nấu mì. Rồi dính nhạc bản quyền nữa rồi. Thứ nào mà chịu nổi. Thầy Tết thằng nhỏ này lên cục đá bự ở trên trên kia đó thầy. Lên nó mua liều nó lên cắm trại nữa. Nửa đêm mà thầy thấy mà ai mà gõ cửa cho thầy biết nó chạy xuống rồi đó. Sợ quá chạy xuống lại. Em định ở bao lâu xuống 7 ngày 7 đêm hả? Chứ nhiêu? Lên không? Sao vậy? Có người biết lên là cho nên quyết định lên hả? Sao không lên? Em cũng sợ nữa. Vậy mà anh nói với người ta là em không có sợ. Cái con rắn hồi nãy chỗ mấy con chó thì mấy con chó nó không thấy con rắn chứ mấy con chó mà nó thấy con rắn chắc. Con rắn tơi tả với nó quá. Ghê gì? Rắn đâu có chịu nổi mấy con chó đâu em. Chó nó thấy được nó bươi ghê lắm. Hả? Con mèo thì nó lại đánh con chó chạy sức bất sân bang. À thầy nếu mà thầy không chỉ cho con đâu không biết chỗ này. Tới đây là con hết nhớ bữa hôm trước con quẹo bên nào luôn rồi. Chỗ này đâu có dây đỏ, chỗ này là con đường bí mật mà. Thầy con rẽ bên nãy rẽ bên tay trái là mình đi đâu thầy? Con qua thầy tài luôn. Ra chỗ thầy tài cái view đẹp dữ dằn lắm. Quá đẹp luôn. Quá đẹp quá đỉnh. Con tính ở đó đó. Không, không phải đâu. Thầy tài là ở dưới đây còn chỗ em là trên kia nữa. Chỗ thầy này cái view cũng đẹp kinh khủng. Chúc mình lên coi. Mua liều rẻ tiền đấy chứ. Đó. Giờ hết thấy cái cây bự chà bá rồi kìa. Ờ ở cái cây. Nhớ chưa? Dạ. Nhớ không? Dạ nhớ thầy. Giờ thì nhớ rồi, tại nhớ cái điểm mình ăn mì thì qua đây thì nhớ. Không có vào đây được không? Dạ. Bữa có vào đây xong ra ngắm view. Ừ.
A Di Đà Phật, chào anh. Mình đang sửa chữa gì ạ? Dạ. Dạ, quay kỷ niệm mấy anh em đi. Dạ. Dạ có. Dạ có. Đang làm gì đó hả? Dạ. Sơn tượng anh hả? Dạ. Giỏi quá. Dạ. Dạ. Trời ơi. Cái bàn này màu màu vàng đẹp quá. À, thấy bắt chị không? Mấy sư ngồi nè, cục đá ngồi thiền là phải hơi xui xui vậy đó, để không này ngồi buổi sáng ngồi buổi chiều chết chết luôn. Sáng chiều gì ha, chỗ đó mới vừa chám luôn á, chỗ em mới vừa chám luôn. Ừ. Đi ra đi, đi ra đi, chỗ đó mới vừa chám. Khô rồi. Khô rồi. Tại mới. Ủa đây trước có nghe bên gì chùa bên kia nói là có sư thấy con rắn to bự bằng cái bụng ngừ á. Thấy nó tổng ngay hả? Dạ nhưng có mà. Dạ. Ở đây có một cặp. Một cặp luôn hả? Một cặp rồi hạng như vậy này con đó vô cái xuống không biết. Con đó nó to bên đây như thế ngoài. Thì nó hiển thị cá thấy lắm. Dạ. Thì chỉ to mới thấy á. Nhưng mà kiểu rắn đó như rắn tu á không sư? Thì đang tu chứ nếu mà nó không tu nó quậy thì ai chịu cho nổi đúng không? Dạ. Con đó mà nó di chuyển chắc nghe mầm mầm mầm. Nó nói là ngay chỗ cái hang đó ngày xưa là cái con đường đi ngang qua mà sau này là người ta thấy nó là người ta không có đi ngang qua nữa phải không? Hôm trước có gì hay có gì thật cái đó. Dạ. Đó, cái dạ. Cái hang nó cách chỗ này sao không sư? Cho ai dám đi ngang qua cái hang đó không sư? Bình thường luôn hả? Dạ. Cái hang miệng hang giờ láng bóng hay là nó cũ kỹ sư? Hả? Không không bóng gì. Cái hang của con rắn ở á. Nó chưa có cái thật chứ, có thay nó không ai được cả. Dạ. Con Linh, bình thường thì có thầy con như thế này không? Dạ. Mấy con đó hậu dạy anh xưa hả? Không, thôi, chuyện ở dưới kia,